chúc mừng chị đã thành công dẫn cáo vào nhà. Con cáo đó là tôi cố tình dẫn về để cắn mấy con gà như cô. Tiếc là nó lại chả cắn ai cả, mà lại lặng lẽ tha đi người đàn ông của chị. Thế đau chứ lị. Người đàn ông của chúng ta, tôi đau thì cô cũng đau. Chỉ cần làm cho cô đau, tôi sẵn sàng trả bằng mọi giá. Không thể thua ông một la đó được. Khi chị trở về, chị không muốn nhìn thấy má con nữa. Con mẹ chưa chết, chỉ thằng con phải vứt xương ở trong tù. Hậu quả của đứa đi chồng tổ ông, ngu, mày muốn gì? Những kẻ dám động đến tôi chưa bao giờ có kết cục đẹp. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOWN.